Sáng ngày 14 tháng 9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn An Phú ra mắt. An Hưng, bà Trần Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy. Tắt điều lệ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các quy định của pháp luật. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ra mắt câu lạc bộ, lãnh đạo địa phương và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn An Phú mong muốn các thành viên câu lạc bộ phát huy tốt tinh thần xung kích của tuổi trẻ, từng bước mở rộng quy mô cả về số lượng và chất lượng để xây dựng câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh, qua đó đào tạo nghề, hỗ trợ ngày càng nhiều thanh niên có việc làm ổn định, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức đoàn, hội ngày càng vững mạnh.